Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Các bạn thân mến, ai cũng biết Biển Đông không chỉ đem lại nguồn tài nguyên vô giá về thủy sản, hải sản, dầu mỏ, khí đốt, mà nó còn là con đường trung chuyển hàng hóa vô cùng thuận tiện của các nước trong khu vực, là cửa ngõ nhìn ra thế giới của Đông Nam Á, và đương nhiên Biển Đông không phải của riêng đất nước nào cả. Ấy thế mà nhiều năm qua, với tư thế là một cá mọc ở châu Á, Trung Quốc đã không ngừng sử dụng các động thái gây hấn liên tục giở trò bắt nạt các nước bé trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nhằm mục đích cuối cùng của Bắc Kinh là biến của Trung thành của riêng, biến Biển Đông thành sân nhà của mình, bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp luật biển đã ký kết với các nước trong khu vực. Ông láng giềng Bắc Kinh đã khiến cho Biển Đông không ngừng dậy sóng. Chính dã tâm này đã khiến Bắc Kinh vô cùng ngứa mắt khi thấy tàu bè của các nước châu Âu ra vào buôn bán, giao lưu và tập trận tại khu vực Biển Đông. Đây cũng là lý do mà mới đây Trung Quốc nổi đom đóm mắt khi thấy tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh cùng các chiến hạm hộ tống của đồng minh tiến vào Biển Đông. Bắc Kinh cho rằng đó là hành động khiêu khích và đang lên án. Vậy thực hư câu chuyện này là gì? Mục đích tàu chiến của Anh tiến vào Biển Đông là gì? Và hành động này có lợi hay hại cho Việt Nam của chúng ta? Các bạn hãy cùng Tin Mới tìm hiểu ngay trong video này nhé! Vừa qua, con tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh có tên là Queen Elizabeth đã cùng với nhóm tàu tiến công vào Biển Đông, bất chấp các cảnh báo từ phía Trung Quốc. Tàu HMS Queen Elizabeth mang theo một tàu ngầm và 6 tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ, một tàu khu trục nhỏ của Hà Lan hộ tống đi kèm. Không những thế, con tàu HMS Queen Elizabeth còn mang theo 8 tiêm kích tàng hình đa năng F-35B Lightning II, 4 phiên đội tấn công hàng hải Wildcat, 7 trực thăng chống ngầm Merlin MK2, 3 trực thăng biệt kích Merlin MK4 ở trên bom. Phát biểu trên đài CNN, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang hành trình hợp pháp ở Biển Đông. Ông này cho biết tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang sử dụng con đường trực tiếp để đi qua vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc HMS Queen Elizabeth có áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp và xây dựng một cách phi pháp trên Biển Đông hay không. Hải quân Hoàng gia Anh sau đó đã công bố các bức ảnh và video lên mạng xã hội để chứng tỏ việc nhóm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang thực hiện các hoạt động tiếp tế hàng hải song phương ở một vùng biển thuộc Biển Đông. Cụ thể, con tàu tiếp tế hậu cần có tên RFA Typhoon của Anh đang đồng thời tiếp tế cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và tàu hộ vệ Evanston của Hà Lan, trong lúc các máy bay F-35B của Mỹ cất hạ cánh trên bom HMS Queen Elizabeth. Quân đội Anh cho rằng điều này thể hiện sức mạnh hàng hải chiến lược và chỉ có một số ít hải quân trên thế giới có thể thực hiện được hoạt động tác chiến tàu sân bay viễn dương. Các bạn thân mến, thời gian gần đây, Liên minh Mỹ-Anh-Úc đã thường xuyên tiến hành các chiến dịch thực thi tuần tra tự do hàng hải viết tắt là FONUP để chống lại các động thái nhằm hạn chế quyền tiếp cận các vùng biển một cách bất hợp pháp. Sau khi ghé qua Biển Đông, tàu HMS Queen Elizabeth cùng với nhóm tàu tấn công của Anh sẽ đến Nhật vào tháng 9 để tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng phòng vệ Nhật. Ngoài việc phô diễn lực lượng chuẩn bị cho việc tập trận quân sự, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Anh, động thái tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cùng nhóm tàu hộ tống ghé qua Biển Đông cũng nhằm dằn mặt các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Việc sử dụng tàu HMS Queen Elizabeth cùng với những tàu hộ vệ đến Đông Á được xem là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong nền kinh tế toàn cầu đã được đưa ra trong báo cáo tổng quan chính sách an ninh quốc phòng, phát triển và đối ngoại của chính phủ Anh. Anh, Pháp cũng như các quốc gia châu Âu khác đang chuyển hướng quan tâm sang Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức mạnh kinh tế và quân sự của mình. Ngay sau khi thấy tàu sân bay của Anh lượn lờ ở Biển Đông, Bắc Kinh đã giận tím mặt và lập tức lên tiếng cảnh báo đội tác chiến tàu sân bay của Anh không được tiến hành bất kỳ hành động nào không thích hợp. Tờ báo Hoàn Cầu, vốn được xem là cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tuyên bố Hải quân thuộc lực lượng quân đội giải phóng Trung Quốc đang trong tình trạng cao độ sẵn sàng tác chiến. Bắc Kinh cũng cho biết Trung Quốc sẽ sử dụng sự hiện diện của quân đội tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông và coi đây là cơ hội để tập dượt và có cái nhìn cận cảnh từ các tàu chiến mới nhất của Anh.
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại London còn cho biết, mối đe dọa đối với nền tự do hàng hải chỉ có thể đến từ các quốc gia cách nửa vòng trái đất, sử dụng nhóm tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông và phô diễn sức mạnh quân sự nhằm làm gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực đó. Bắc Kinh cũng cho biết, nước này sẽ theo dõi sát sao hành trình về phía đông của đội tác chiến tàu sân bay hiện đang tiến vào Biển Đông trên đường đến Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Anh vẫn còn sống trong thời kỳ thực dân. Sau khi lên tiếng phản ứng trên truyền hình, thì cơ quan an toàn hàng hải của Trung Quốc cũng cho biết thêm, đội quân nước này sẽ tổ chức hai cuộc diễn tập, một cuộc ở vùng biển ngoài khơi phía đông nam tỉnh Quảng Đông. Trung Quốc cũng yêu cầu các tàu thuyền tránh xa khu vực diễn tập ít nhất là 9 km. Quân đội Trung Quốc không cho biết cụ thể những lực lượng sẽ tham gia vào nội dung của cuộc diễn tập. Trang thông tin điện tử của Cục Hải sự Trung Quốc đăng thông báo sẽ tiến hành huấn luyện quân sự tổ chức tại một phần của Biển Đông. Trung Quốc cấm các tàu thuyền đi vào vùng biển bị phong tỏa nằm ở phía đông nam của đảo Hải Nam, có diện tích lên tới 100.000 km2. Đây là cuộc tập trận trên phạm vi lớn nhất ở Biển Đông từ trước tới nay của quân đội Trung Quốc, trải rộng từ phía đông đảo Hải Nam xuống đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bao phủ khoảng một nửa của đảo này. Mặc dù khẳng định là hai cuộc tập trận này không liên quan gì đến việc tàu chiến sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đi qua eo biển Singapore và tổ chức huấn luyện chung với Hải quân Singapore ở phía nam Biển Đông, nhưng ai cũng biết đó là cách Trung Quốc bày tỏ thái độ cứng rắn đối với lực lượng tàu chiến của các nước phương Tây đang tiến vào Biển Đông. Các bạn thân mến, việc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông thách thức sự bành trướng của Trung Quốc và phản ứng ngay lập tức của Trung Quốc đối với hành động này đã khiến cho thế giới lo ngại đến một diễn biến nóng có thể xảy ra ở khu vực này. Các chuyên gia quân sự thế giới cảnh báo nếu như Anh tiến hành cuộc tập trận tự do hàng hải qua vùng Biển Đông thì có thể chúng ta sẽ chứng kiến sự lặp lại của những gì đã diễn ra với tàu HMS Adrian khi tàu này đi qua vùng biển này vào năm 2018. Cụ thể, lúc đó tàu chiến này đã bị bám sát bởi một tàu chiến Trung Quốc cự ly chỉ cách khoảng 200m cùng với lời cảnh báo Adrian phải rời khỏi vùng biển, đồng thời một máy bay chiến đấu của Trung Quốc lượn lờ bên trên để đe dọa khống chế. Các bạn thân mến, theo đánh giá của các quốc gia trên thế giới, Biển Đông là một tuyến đường thủy chiến lược, 1/3 lưu lượng vận tải biển thế giới đi qua khu vực này. Tuy nhiên, Trung Quốc lâu nay đã khiến các nước láng giềng trong khu vực, bao gồm cả Nhật Bản, Philippines lo ngại về những tuyên bố chủ quyền phi pháp tại vùng lãnh hải quốc tế. Bất chấp phán quyết của Tòa án quốc tế năm 2016, Bắc Kinh đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trái phép gần như khắp Biển Đông, cáo buộc về các nước đưa tàu chiến đến khu vực làm leo thang căng thẳng. Chính quyền Bắc Kinh đã và đang thực hiện trái phép các hoạt động xâm nhập, đánh chìm tàu nước ngoài, xây dựng các đảo nhân tạo mới và sử dụng tàu cá để làm lực lượng dân quân biển ở Biển Đông. Trung Quốc gần đây đã mở rộng kho tên lửa đạn đạo hạt nhân của mình, xây dựng hầm Silieu mới ở vùng Tân Cương xa xôi. Bắc Kinh cũng đang phát triển tên lửa bội âm với tên gọi là Hypersonic Weapon, có thể đạt vận tốc gấp 8 lần với vận tốc âm thanh và được gọi là vũ khí hành trình có sức hủy diệt trên Biển Đông. Hành động này đã vấp phải các chỉ trích của các nước trong khu vực và cả các quốc gia phương Tây. Đối với Việt Nam, Bắc Kinh còn liên tiếp có những hành động gây hấn nhằm vào hoạt động kinh tế của Việt Nam trên biển, bành trướng thế lực và xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam. Với việc thông báo tập trận ở Biển Đông vừa qua, Bắc Kinh đã xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng phản đối. Bà Hằng nói, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái diễn hoạt động vi phạm tương tự làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Các bạn thân mến, trong khi toàn thế giới đang nỗ lực chung tay chống lại đại dịch COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, thì hành động tập trận quân sự của Trung Quốc đã góp phần phá vỡ sự ổn định của khu vực. Hành động đó không chỉ nói lên rằng Trung Quốc luôn duy trì tư tưởng bành trướng các nước lớn và thách thức sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về chủ quyền và quyền tài phán của các nước láng giềng. Hành động của Trung Quốc cũng bày tỏ sự công khai chống đối với các nước Anh, Mỹ, Úc và hành động tàu sân bay của Anh đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, sự thật bao giờ cũng là sự thật với Bắc Kinh. Dù có lươn lẹo đến đâu cũng không thể thắng được chân lý và luật pháp quốc tế. Trung Quốc càng bành trướng thì càng nhận được nhiều gạch đá của quốc tế và làm cho các cường quốc thuộc phe đối diện không thể ngồi yên. Vì vậy, không sớm thì muộn Bắc Kinh sẽ rơi vào thế cô lập và bị bao vây từ các thế lực lớn hơn mà thôi. Quan điểm của các bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy cho chúng mình biết ở phía dưới comment nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.